mọi internet. Bà con và các bạn thân mến, vào ngày 25 tháng 4 năm 2014 đến đây, xã Xuân Lãnh, tỉnh Phú Yên sẽ tổ chức ngày hội internet. Đây là sự kiện khuôn khổ dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính về truy cập internet cộng đồng tại Việt Nam do quỹ VNS tài trợ. Đến với ngày hội này, bà con và các bạn sẽ được hướng dẫn sử dụng máy tính và internet miễn phí, tìm kiếm các thông tin thiết thực cho các hoạt động sản xuất cùng như các thông tin truy cập và tình hình thời sự văn hóa trong cuộc sống hàng ngày của bà con. Bên cạnh đó sẽ có các chương trình biểu diễn văn nghệ và trò chơi vào máy tính và internet với phần mềm hấp dẫn từ ban tổ chức. Khác với thời đại ngày nay, các phương tiện thông tin đại chúng ngày càng phát triển, do đó phát triển mạnh mẽ nhất phải kể đến internet. Với những ưu đãi vượt trội, internet từ khi ra đời đến nay luôn đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống xã hội, tác động đến mọi mặt.